Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 19 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, vào khoảng 3 giờ 10 phút chiều ngày 19 tháng 9, phóng viên bản tin Spring City Evening News Kaiping News nhận được báo cáo từ một số người bạn. Chỉ vài phút trước, thành phố Chiêu Đông, tỉnh Vân Nam, một vụ lở đất quy mô lớn đã xảy ra trên đoạn đường cao tốc Jinil Fengjianggu của thị trấn Niuze, huyện Lianxian. Đoạn video gửi về cho thấy một ngọn núi phía trên đường bất ngờ xảy ra sạt lở, khối lượng lớn đất đá sạt lở ngay lập tức đổ xuống đường, vùi lấp đường rồi tiếp tục lao về phía ruộng, nhà và ruộng phía dưới. Trong đó có một ngôi nhà bị đất đá rơi xuống vùi lấp, chỉ còn trơ lại phần mái nứt và hư hỏng. Thì thoảng lại vang lên tiếng la hét của một số nhân chứng. Một trong những đoạn video cho thấy phần đầu xe ô tô cách chỗ sạt lở khoảng bằng không. Nếu tốc độ nhanh hơn thì đã nhấn chìm thân xe, sạt lở khiến người dân kinh hãi. Theo tìm hiểu sơ bộ, vụ sạt lở đất khiến hai người bị mắc kẹt và mất tích. Tình hình cụ thể cần có sự phê duyệt chính thức cuối cùng, nguồn tin cho biết. Điều này cũng được hiểu rằng sau khi vụ lở đất, đội cứu hộ, cứu hỏa huyện Chi Lang đã được điều động khẩn cấp đến hiện trường để cứu hộ. Vào lúc 17 giờ 40 phút, báo cáo sơ bộ của chính phủ huyện Chi Lang về vụ tai nạn thiên tai lở đất ở làng Hugo, thị trấn Niuze, huyện Chi Lang cho biết vào lúc 15 giờ 30 phút ngày Chủ nhật, văn phòng trực của chính quyền huyện Chi Lang nhận được tin báo rằng một vụ sập núi quy mô lớn đã xảy ra ở Fengjianggu, làng Huagu, thị trấn Niuze, huyện Chi Lang. Theo thông tin sơ bộ, vào lúc 14 giờ 40 phút cùng ngày, một khu vực rộng lớn của ngọn núi bị sạt lở ở Fengjianggu. Một nhóm dân cư làm nhà mới ở làng Hugu, thị trấn Niuze, liên quan đến khoảng 25.000 m². Một nhà máy chăn nuôi ở đây đã bị đè bẹp và bị sập. Hai người bị vùi lấp là Deng Gukai, nam 46 tuổi, Deng Lukian, nam 24 tuổi và 6 phương tiện bị hư hỏng do đá lăn trúng. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền huyện ủy Chi Lang rất coi trọng. Các đồng chí lãnh đạo chính quyền của huyện ủy dẫn đầu là phó chánh án huyện phụ trách, cũng như công an, quản lý khẩn cấp tài nguyên thiên nhiên, y tế, phòng cháy chữa cháy, cảnh sát giao thông và chính quyền thị trấn Niuze ngay lập tức nhanh chóng đến hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ vụ tai nạn. Thưa quý vị, có hơn 400 học sinh ở Zhejiang, Phúc Kiến bị lũ lụt bao vây suốt một ngày đêm. Vừa qua, bị ảnh hưởng bởi mưa lớn liên tục, trường trung học cơ sở thứ hai ở thành phố Zhanjiang, Phúc Kiến đã bị ngập tầng trệt của tòa nhà dạy học và hơn 400 học sinh ở trường học bị lũ bủa vây. Sau đó, hơn 400 học sinh đã được chuyển đến nơi an toàn lúc 18 giờ cùng ngày, trong khi mưa lớn cục bộ vẫn tiếp diễn. Sáng ngày thứ Sáu vừa qua, trường trung học cơ sở số 2 Zhejiang nhận được thông báo từ Văn phòng Phòng chống lũ lụt địa phương về việc sơ tán an toàn của hơn 400 học sinh. Sau khi báo cáo, cơ quan quản lý giáo dục đã đưa ra quyết định và ngay lập tức sắp xếp cho các học sinh nội trú rời trường an toàn. Do một số học sinh nội trú ở quá xa và giao thông ở một số thị trấn ở Zhejiang bị gián đoạn nên để học sinh ở lại trường. Hai lãnh đạo có liên quan của phòng giáo dục và hơn 30 giáo viên cũng ở lại bảo vệ những học sinh này. Đến 3 giờ chiều, lũ bắt đầu tràn vào khuôn viên. Các sinh viên đã được bố trí nghỉ ngơi tại khu ký túc xá phía trên tầng 3 một cách trật tự. Lãnh đạo nhà trường, giáo viên trực, giám đốc ký túc xá mỗi người thực hiện trách nhiệm của mình. Các học sinh đọc sách và học tập hoặc chơi cờ vua một cách trật tự. 9 giờ tối, giáo viên trực kể chuyện cho học sinh nghe, học sinh lần lượt chìm vào giấc ngủ. Trong đêm không ngủ này, một thầy giáo trực hành lang cứ chốc chốc lại dùng đèn pin truyền bản tin về sự an toàn của học sinh cho các thành viên trong đội chống ngập chờ sẵn ở cổng trường. Từ 1 giờ sáng đến 5 giờ sáng, các sĩ quan và binh sĩ từ một đơn vị đóng quân tại Phúc Khánh thuộc quân khu Nam Kinh được lệnh đến trường cấp 2 Zhejiang để chuyển hơn 20 người nhà của các giáo viên từ khu nhà tập thể cũ ở cuối phía nam của trường cấp 2 số 2. Đến chiều, nước lũ bắt đầu rút chậm. Được sự giúp đỡ của cán bộ chiến sĩ, một đơn vị đóng quân tại Phúc Khánh thuộc quân khu Nam Kinh và đội cấp cứu địa phương, các học sinh đã sơ tán an toàn đến trường bằng thuyền xung kích và bè tre. Sau khi liên lạc với phụ huynh của các em, Đài Tinh Xin hơi sợ khi đã hơn 1 giờ đêm,
nhưng giáo viên cả đêm không ngủ và đang đợi ở bên cạnh chúng tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy thoải mái hơn. Đài Tinh Xin thực sự chìm vào giấc ngủ vào ban đêm. Một học sinh đã được chuyển đến an toàn, nói với các phóng viên. Sau khi chứng kiến việc chuyển con thành công, cha của Đài Tinh Xin đã nắm lấy tay các cán bộ, chiến sĩ và giáo viên ngày đêm canh giữ học sinh và nói: "Con gái tôi đã ở bên trong được một ngày, gia đình chúng tôi rất lo lắng. Tôi nhìn thấy con tôi an toàn và đang đi ra trên một chiếc thuyền, cảm ơn rất nhiều." Phóng viên được biết từ người dân làng Gông San, thị trấn San Phang, quận tự trị Gông Liang Miao, thành phố Liễu Châu, Quảng Tây, rằng cây cầu dây xích duy nhất nối với thế giới bên ngoài ở làng Gông San, thị trấn San Phang đã bị lũ phá hủy và hơn 30 người trong làng đã bị bao vây bởi lũ lụt. Phóng viên tại hiện trường chứng kiến lớp phụ ở hai đầu cầu cắp sắt ở làng Gông Nan cũng bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Một nửa bản mặt cầu bị ngâm nước khiến người dân không thể qua lại. Hoàng Gian Hồng, một người dân ở làng Gông Gan, thị trấn San Phang, nói với các phóng viên rằng cây cầu dây cáp sắt đã bị cuốn trôi bởi trận mưa lớn vào trước đó một ngày. Cây cầu này là con đường duy nhất cho hơn 30 người dân trong làng đi lại. Hiện tại, hơn 30 người dân trong làng đã bị lũ lụt vây hãm và chỉ có thể dựa vào một chiếc thuyền nhỏ để đi lại. Theo quan trắc của Bộ phận Khí tượng địa phương, lượng mưa tại thị trấn San Phang từ 0 giờ đến 8 giờ ngày hôm đó là 285,1mm. Đây là lượng mưa lớn nhất kể từ khi ghi nhận được của khí tượng địa phương. Các phóng viên được biết từ Viện Giáo dục và Khảo thí tỉnh Hồ Nam rằng Trung tâm Kiểm tra đầu vào Đại học của Trường Trung học Chukai ở huyện Supu, Hồ Nam, nơi không thể tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học đúng giờ do lũ lụt, đã được đưa vào sử dụng. Vào sáng ngày hôm đó, tại huyện Supu, có một cơn mưa lớn bất ngờ. Đến trưa, Trung tâm Khảo thí Trường Trung học Cơ sở Chukai đã bị lũ lụt bao vây do địa hình thấp. Phòng giáo dục huyện Supu ngay lập tức báo cáo tình hình theo từng cấp độ và đội thanh tra kỳ thi tuyển sinh đại học tỉnh Hồ Nam. Chính quyền thành phố Hoài Hoa và Cục Giáo dục ngay lập tức đến huyện Supu để chỉ huy. Sau khi nhận được báo cáo, Viện Khảo thí Giáo dục tỉnh Hồ Nam đã ngay lập tức tiến hành nghiên cứu và nhanh chóng thông qua việc kích hoạt kế hoạch khẩn cấp. Trường Trung học Cơ sở Chukai có 27 phòng thi với tổng số 810 thí sinh. Theo kế hoạch khẩn cấp, họ đã mở 23 phòng thi dự phòng ở Trường Trung học Cơ sở số 2, quận Supu và mở 4 phòng thi dự phòng ở Trường Trung học Cơ sở thị trấn Lufeng. Từ 12 giờ 30 phút, các sở giáo dục, công an và các sở ngành bắt đầu tổ chức cho thí sinh và cán bộ coi thi di chuyển vào phòng thi luân phiên bằng xuồng xung kích. Theo giới thiệu của Viện Khảo thí Giáo dục Hoài Hoa, các phòng thi mở cửa lần này đều được trang bị hệ thống giám sát video, thiết bị nhận dạng thẻ căn cước, hệ thống che chắn thông tin liên lạc không dây và các thiết bị khác giống như phòng thi tiêu chuẩn. Đến 16 giờ 20 phút, toàn bộ thí sinh và cán bộ coi thi đã được chuyển vào phòng thi luân phiên an toàn. Thí sinh vào phòng thi sau khi kiểm tra an ninh trong điều kiện đảm bảo an toàn, bảo mật giấy tờ dự thi. Môn thi ngoại ngữ bắt đầu từ 16 giờ 30 phút và thực hiện theo thể thức thi bình thường. Sau buổi thi, các bộ phận liên quan của huyện Supu đã hỗ trợ cơm hộp, nước uống cho thí sinh và cán bộ coi thi. Đến khoảng 19 giờ, lượng mưa giảm dần và lũ bắt đầu ngớt. Phòng giáo dục huyện Supu và trường trung học cơ sở đã bố trí các nhân viên đặc biệt để đưa thí sinh và cán bộ coi thi về trường và nơi ở an toàn. Quý vị thân mến, một năm trước, một cư dân mạng đã đặt một câu hỏi trên Jihu: tại sao lại không xảy ra tình trạng ngập úng ở Hu Long Wan, ở Trường Bình khi trời mưa lớn ở Bắc Kinh? Một năm sau, một trận mưa lớn đã biến Hu Long Wan và khu vực lân cận trở thành khu vực biển nước. Khu vực lân cận ga Hu Long Wan đã trở thành vùng biển. Đây cũng là trung tâm phân phối chuyên sâu nhất cho những người làm lập trình viên ở Bắc Kinh. Mỗi ngày, hơn 100.000 nhân viên Internet ra vào như thủy triều ở ga tàu điện ngầm Shiangqi. Trong cơn mưa, cư dân mạng thích thú chế nhạo câu hỏi tại sao những nhân viên của công ty Internet này dù đang lội hay bơi trong mưa bão vẫn phải đi làm. Cuối cùng, họ đi đến kết luận bởi vì người Trung Quốc nghèo. Nhưng dù thế nào đi nữa, đằng sau vô vàn những lời giễu cợt chế giễu, thế giới bên ngoài cũng đặt ra một câu hỏi đáng được quan tâm: tại sao Bắc Kinh lại ngập lụt mỗi khi trời mưa? Ngoài ra, Bắc Kinh còn có một câu hỏi đáng quan tâm nữa là thời gian này, tại sao mưa ở Bắc Kinh lại rơi nhiều và kéo dài như vậy? Từ ảnh mây vệ tinh lúc 9 giờ ngày 18 tháng 9 có thể thấy có một vành đai mây lớn từ Nam lên Bắc liên tục vận chuyển nước mưa từ phía Nam lên Bắc Kinh.
bản đồ mây lúc 8 giờ ngày 19 tháng 9 cho thấy dải mây chỉ di chuyển một chút về phía đông. Kết quả là Bắc Kinh lại tiếp tục mưa. Các chuyên gia khí tượng mô tả trận mưa lớn ở Bắc Kinh là phiên bản bầu trời của dự án chuyển nước Nam Bắc. Hiệu ứng đảo mưa đề cập đến thực tế là vào mùa hè, lượng khí thải từ điều hòa không khí và ô tô tăng cường dẫn đến việc hình thành không khí nóng trên khắp thành phố, khó phát tán trong các tòa nhà cao tầng. Mưa đá vừa qua, Bắc Kinh và các khu vực lân cận phải hứng chịu trận mưa lũ lớn nhất trong vòng 62 năm. Tính đến nay, 79 người ở Bắc Kinh đã chết vì mưa xối xả. Theo số liệu của cơ quan báo cáo tình hình thiên tai Bắc Kinh, trận mưa xối xả đã khiến 10.660 ngôi nhà bị sập và 1.602 triệu người bị ảnh hưởng. Vào ngày 19, Bắc Kinh lại trải qua trận mưa cực lớn, lượng và thời gian mưa đều phá kỷ lục ở Bắc Kinh vào năm ngoái. Đây là trận mưa lớn nhất trong 62 năm và khiến ít nhất 77 người thiệt mạng. Từ ngày 19, tại Bắc Kinh bất ngờ xảy ra mưa dông và sấm sét, ảnh hưởng bởi cơn mưa xối xả. Nhiều nắp cống đường không chịu nổi dòng nước chảy xiết đã nhảy loạn xạ trên đường. Người dân chỉ còn cách bỏ xe chạy thoát thân. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!